Ok, xin chào tất cả anh em đến video tiếp theo của team mình nhá. Hôm nay anh em mình sẽ chơi cái trò lấy bao tải bịt kín người, hở độc cái đầu ra để anh em thi nhá. Đấy thì sau đây mình chia bọn này làm hai đội nha. Để cho bọn nó thi với nhau. Đấy, đội nào mà thắng ấy thì được 20, còn thua thì bọn kia phải chui háng nhá. Rồi đấy. Từ từ á. Để chỉnh á. Chuẩn bị chưa? Bao giờ tao hô cái là bắt đầu luôn nhá. Một. Nào được chưa? Được chưa? Ai nhìn đạo diễn này? Một, hai, ba, bắt đầu. Thanh niên chiến đang phương án lăn luôn rồi. Sấp mặt. Ai là bình thường? À, sấp mặt. Ô, không ngã rồi. Nhanh lên, nhanh. Rồi, rồi, xuất phát đi, cởi xuất phát đi. Cởi luôn đi, bọn kia thay luôn đi. Rồi, quay lại nhanh. Tăng vũ ở cả người rồi. Chơi làm ba lượt nhá. Chơi làm ba. Tăng kia lăn đi đâu. À. Ba lượt thay nhau đi, nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Thời gian có hạn. Nhanh lên. Phương án tốt nhất của anh này là đi đã lăn. Cái gì?
Rồi rồi, bây giờ chơi này công bằng, lấy hai cái tải ra. Giờ hai thằng, hai em cử một thằng chơi đàng hoàng, hai đúng không? Xuống này, xuống buộc đàng hoàng sao? Đâu rồi, lấy cái tải nào lành lành buộc đàng hoàng vào. Lao nhanh lên, cử ra, buộc đàng hoàng vào. Buộc tít vào. Đây á, bây giờ hai thằng này sẽ thi để quyết định cho tem nhá. Buộc chưa? Thằng Bảo buộc vào chưa? Buộc đàng hoàng vào. Tớ tớ tao hô rồi mà. Quay lại. Tớ tớ. Đạo diễn đã hô chưa? Quay lại. Đạo diễn đã hô chưa? Chuẩn bị vào đây. Đối ngay cho thằng Dương cái bao tải khác nhanh lên. Thằng Khải đi ra mày hô à? Rồi nào, được chưa? Hai chúng mày sẵn sàng chưa? Hai đội sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng mày thi quyết định cho tem nhá. Gọn ra. Gọn ra. 1 2 3 bắt đầu, chân chạy lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ra canh đứt nhanh lên. Ra canh đứt nhanh lên. Ra canh đứt nhanh lên. Ôi. Rồi, thôi. Bên là tem bên kia thắng rồi. Rồi đây, trận thưởng. Đâu rồi, ba thằng bên này đâu? Ba thằng bên thua đâu rồi? Ba thằng bên thắng đâu rồi? Chú thắng à? Ba. Không, ba thằng đứng dọc nhau rồi ra. Thằng tao, thằng Hiếu đi ra. Rồi ba thằng kia xếp hàng vào chui đây. Đi ra. Rồi chui đây. Chui lại đây. Lao bọn kia nhả ra nhanh lên. Rồi ok, rồi anh em chào mọi người nha. Đấy rồi anh em mà thấy video anh em mình hay nhớ like, share, ủng hộ kênh mình nha. Chào tất cả anh em nha.